Bí ẩn vị trí cổ mộ của thành Cát Tư Hãn 800 năm vẫn chưa có lời giải. Hàng thế kỷ, có nhiều người tuyên bố đã xác định được vị trí lăng mộ truyền thuyết của thành Cát Tư Hãn. Tuy nhiên, chưa ai thật sự chứng minh được điều đó. Những giai thoại về thành Cát Tư Hãn, vị vua từng chinh phục thế giới trên lưng ngựa đầy rẫy những tình tiết về các vụ bắt cóc, đổ máu, tình yêu và sự trả thù. Tuy nhiên, cách thức mà người Mông Cổ xa xưa chôn cất vị đại hãn huyền thoại của mình vẫn còn chìm trong bức màn bí ẩn. Trước khi qua đời, ý nguyện cuối cùng của ông là được chôn cất ở nơi bí mật để kẻ thù không bao giờ có thể làm phiền được nữa. Nhằm thực hiện di nguyện ấy, một đội quân chuyên biệt được tham gia trông coi và bảo vệ linh cữu. Một khi việc chôn cất thi hài của thành Cát Tư Hãn được hoàn thành, hàng ngàn con ngựa liền quần thảo khắp khu vực xung quanh nhằm xóa hết sạch dấu vết ngôi mộ để không ai có thể tìm ra được. Các nhà khảo cổ, các thợ săn kho báu, cả các nhà khoa học và các nhà thám hiểm đã tìm kiếm ngôi mộ của hoàng đế Mông Cổ thế kỷ thứ 13. Thành Cát Tư Hãn trong gần 800 năm qua, nhiều người đã cống hiến cuộc đời mình để lùng sục nhưng vẫn chưa có ai tìm thấy ông. Bất chấp ảnh hưởng lớn lao của ông, cái chết của ông vẫn bị che giấu trong bí ẩn. Theo Alan Nicoy, một nhà thám hiểm người Mỹ 86 tuổi, vấn đề là họ đều đang tìm kiếm sai địa điểm. Ông Nicoy là cựu chủ tịch của câu lạc bộ thám hiểm tại New York, mà là một chuyên gia về những ngọn núi thiêng và là người đầu tiên đạp xe trên toàn bộ con đường tơ lụa từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Trung Quốc. Hầu hết những nỗ lực trước đó nhằm tìm nơi ăn nghỉ của thành Cát Tư Hãn, người sáng lập ra đế chế Mông Cổ, đều tập trung vào Burkhan Khaldun, một ngọn núi thiêng ở tỉnh Kati phía đông bắc Mông Cổ. Được biết, thành Cát Tư Hãn sinh ra gần ngọn núi và đây là nơi ẩn náu tinh thần của ông. Tuy nhiên, ông Nicoy cho rằng ngôi mộ không nằm trong dãy núi Kati là vì thành Cát Tư Hãn là một bậc thầy đánh lửa. Nicoy nói: "Ông ấy là một thiên tài đánh lửa, bạn không nghĩ rằng ông ấy sử dụng điều đó sao? Và vì ông ấy rất tuyệt vời, ông ấy đã gạt được tất cả những người thông minh. Ngôi mộ không thể ở Kandy vì thành Cát Tư Hãn và gia đình của ông đã nói rất nhiều về việc đưa một chiếc quan tài lên đó." Nicholas nói, đó là nơi đầu tiên mà tất cả mọi người sẽ nghĩ đến. Có rất nhiều truyền thuyết khác nhau xung quanh việc chôn cất thành Cát Tư Hãn, song đáp án chính xác là gì thì vẫn chưa ai giải được. Có những câu chuyện khác nhau về việc ông qua đời như thế nào. Một số nói rằng ông đã bị giết khi ra trận, những người khác nghi ngờ ông qua đời vì bị thương. Nhiều người Mông Cổ xem khai quật mộ thành Cát Tư Hãn là hành động báng bổ thần linh. Những điều cấm kỵ cổ đại liên quan tới người chết và nơi chôn cất vẫn còn tồn tại ở nơi này, giúp duy trì bí mật về khu mộ gần 800 năm qua. Người Mông Cổ tin rằng tổ tiên của họ đang sống ở những nơi linh thiêng và mạo phạm một ngôi mộ là điều họ chưa từng nghĩ tới.